Ok, đây chuẩn bị khui cho anh em coi ha. Đây là cái khung ở trên của cái bàn vắt xanh anh em ha. Đây bàn mít tơ sung, đây khui cho anh em mình coi nha. Đây là quá trình khui hộp nha. Ok, thì là sau lưng mình thì mấy bạn cũng đang làm, đang tranh thủ cho vô cho mọi người. Ok, quay cho anh em coi cho anh em biết nha, cho anh em biết bàn xịn như thế nào. Đây quá trình khui thùng của mít tơ sung ha. Ok, đây dùng rất là ok anh em ha, rất là xịn sò luôn. Đây trình đập hộp cho mọi người xem nhá. Đây trời ơi, lung lên anh em, đẹp lung lên, đẹp lung lên. Đây ok không, mặt trên chống chày chống cháy ok ha, dìm băng bằng nhôm hồng cực kỳ đẹp. Ở trên nút ở trên là bằng nhờ thôi, từ từ đi. Ok đây ha, gỗ xịn sò, cao su là cao su Western anh em thấy rõ không? Đây quay cho anh em coi lại ha. Đây cao su Western anh em thấy không, hàng xịn nha, hàng cao cấp 100% anh em ha. Đây đập hộp cho anh em mình coi. Ok rồi, để chuẩn bị vô giải cho anh em mình coi ha. Ok, ok anh em ha, hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều anh em ha. Đây quang cảnh của mình đây, hiện tại bây giờ mấy anh em đã làm gần như là xong được khoảng 60-70% tiến độ anh em ha. Đây là những công đoạn cuối cùng, bên mình vệ sinh bàn xong xuôi hết rồi, chấm mí chấm mặt xong xuôi hết rồi, lắp ráp bàn xong xuôi hết rồi, tụi mình chuẩn bị đang cho lên giải anh em ha. Đây là vô giải băng, đây thấy không, đây là vô giải băng hiện đây. Đây là mọi người theo mình ha. Đây đang cho vô giải băng nè, mọi người theo mình. Bàn mít tơ sung anh em á, đập thùng 3 con ngon lành trên đào luôn. Đây đang cho vô giấy băng nè anh em á, đang cho vô giấy băng. Bên mình đang sử dụng cho anh em mình, đang sử dụng cho anh em mình là giải CBBA 999 nha anh em á. Sao chày mới gắn được nè. Đây anh em á, đây CBBA GON 999 anh em thấy không, CBBA GON 999 nha, hàng cao cấp anh em á. Rồi quay ngược ở đây đi à, đây quay ngược ở đây. Đây Western mít tơ sung anh em ha, kết cấu chân chắc chắn, chĩa đẹp ok ha, bàn sắt, khung là khung sắt ok, khung sắt kết hợp với ốc tăng chỉnh đá nè mọi người thấy không, ốc tăng chỉnh đá nè ha, ngon lành trình đào cho anh em mình chơi. Dùng hàng rất là xịn anh em ha, dùng con này thì bao chơi rồi anh em. Nói về là mặt đá thì mặt đá của Western nè, đây nói về mặt đá thì mặt đá cái sình này là mặt đá đẳng cấp của thế giới ha. Anh em chơi anh em yên tâm về chất lượng, nói chung chất lượng bàn này gọi là tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới rồi. Nói chung mình không có bàn về chất lượng bàn này nữa ha, chỉ mình chỉ bàn về cái độ đẹp với lại cái uy tín và cái chất lượng tay nghề của anh em đội ngũ thôi. Ghê thì hiện tại bây giờ bên mình đã làm vệ sinh xong rồi, mọi người đang thấy ha. Đây mặt gần như là bằng phẳng hết ha, làm vệ sinh tất cả mọi thứ xong xuôi hết, chấm mí lại gần như là hoàn tất ha. Hiện tại bây giờ là đang chờ lau chùi bàn lại, vệ sinh bàn sạch sẽ lại, rồi vô giải băng, rồi bên mình vô giải mặt nữa, thì lúc đó sẽ gần như là hoàn tất anh em ha. Okay, ha. Rồi đây hiện tại bây giờ quay cho anh em xem cái quang cảnh của 3 giờ chiều ngày hôm nay. Đây mít tơ sung anh em ha. Nói chung hiện tại bây giờ dự kiến chắc khoảng cỡ 3 tiếng nữa bên mình thấy gần như là hoàn tất anh em ở đây ha. Rồi nói chung tí nữa tiến độ tới đâu mình sẽ quay tiếp tục cho anh em mình xem. Ok, hiện tại bây giờ thì mấy anh em đang tất bật làm rồi. Ok, cập nhật lúc 3 giờ chiều nha mọi người ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Ok anh em ha. Rồi bây giờ khui cho anh em cái bộ gốc. Đây bộ gốc đầu của bàn mít tơ sung ha. Đây đập thùng cho anh em mình coi. Đây hàng mới chầm, quay chi tiết cho anh em coi chút xíu ha. Đây đựng cái gốc nha, gốc nóng anh em. Đây của bàn lỗ mít tơ sung. Đây khui cho anh em mình coi nha. Đây quá đẹp. Này chính xác gọi là lần đầu tiên làm chuyện ấy. Oh my god. Wow. Đây anh em, đây hàng chuẩn chỉnh nha. Đây quá đẹp anh em ơi.
ok không? Ngon lành nha, ngon lành nha, Mr. Sung, hàng cao cấp đàng hoàng. Rồi, quá đẹp, xịn sò đây má. Ok, tí nữa mình sẽ quay tiếp tục cho anh em mình xem nha, ok. Bây giờ là 8 giờ tối anh em ha. 8 giờ tối anh em đã làm việc từ 6 giờ sáng và tới 8 giờ tối ngày hôm nay. Ok. Rồi đây, đây là thành quả anh em ha. Đây, đây là cái bàn bên mình ha. Mới vừa nâng cấp lên vải CBA. Đây, mới vừa nâng cấp lên vải mới luôn. Vải mới xài có 6 tháng thôi, nhưng mà anh chủ ảnh thay luôn cho nó đồng bộ với lại cái bàn Mr. Sung luôn ha. Lên vải mới luôn, chơi cho nó VIP nha anh em ha. Nói cho anh chủ ở đây rất là ok nha mọi người nha, phục vụ anh em mình hết mình nha. Câu lạc bộ y thảo, ok, câu lạc bộ gia y thảo tại Trảng Bom Đồng Nai, ok mọi người ha. Đây rồi, đây nhân vật chính chúng ta, đây Mr. Sung anh em ha, thương hiệu của Question, đây đẳng cấp VIP đẳng cấp quốc tế nha anh em ha, vừa mới hoàn thành xong 3 bài. Đây, mình thấy nè, hiện tại bây giờ đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng là chuẩn bị bàn giao anh em ha, đang sửa chữa là những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Đây, đây anh em nhìn sơ bộ một vòng nè, đây nhìn sơ bộ một vòng đi ạ. Đây rất là ok ha, đây là mấy anh em đang sửa chữa những cái công đoạn cuối cùng hết. Đây mọi người nhìn kỹ bàn nè, đây đây nút bằng inox cực đẹp anh em ha, nút bằng inox cực đẹp. Rồi chỉ nè anh em, viền mà viền bằng nhôm, nhôm bạc cực đẹp luôn anh em ha. Nói chung bàn này thật sự, mình nói thật sự anh em nha, bàn này đúng là mình làm rất nhiều bàn nhập rồi, nhưng mà không phải là cái vấn đề là có mới đến cũ, nhưng mà thật sự cái bàn này anh em nhìn sơ bộ đi, anh em mình sơ bộ đi, anh em thấy không, ngoại hình rất là đẹp ha. Nói chung kiểu dáng nó sang trọng, ok, chân xéo, ok ha, màu vàng, thương hiệu đẳng cấp thế giới, ok, thử ra một thử, ok hết anh em ha. Sử dụng cho anh em là vải thi đấu CBBA 999, ok, ngon lành anh em ha. Rồi mời, nhưng mà đây xong hết rồi, hiện tại bây giờ bên này là mình đã xong hết rồi anh em ha, đang test đèn, kiểm tra tất cả mọi thứ xong xuôi hết. Đây ba bàn Mr. Sung, đây là những thành quả một ngày của anh em mình ha, 6 giờ sáng tới 8 giờ tối. Đây ok mọi người quay qua coi ha, đây là quán nè, đang sửa chữa những công đoạn cuối cùng ha, để chuẩn bị phục vụ tất cả những anh em đam mê pizza tại khu vực Trảng Bom. Với anh em nào khu vực Trảng Bom có thể ghé qua câu lạc bộ pizza Y Thảo ha, có thể trải nghiệm thử cái sản phẩm do bên mình phân phối và bên mình cung cấp cho tất cả mọi người. Vậy ha, tất cả mọi người anh em có nhu cầu cần tư vấn bài pizza, phụ kiện pizza, anh em cần tư vấn cơ pizza ha, anh em vui lòng comment ở dưới mình ha. Anh em nào mà chưa follow, anh em vui lòng cho mình xin một follow, ok, bấm bên dưới cho mình luôn, bấm bên cái chuông cho mình ha. Cảm ơn tất cả mọi người nha, xin cảm ơn tất cả anh em. Anh em cần tư vấn thiết kế bộ pizza, anh em cũng comment xuống dưới cho mình ha, mình sẽ tư vấn lên kế hoạch cho anh em kinh doanh câu lạc bộ pizza hiệu quả nhất và làm sao để có một câu lạc bộ pizza tốt nhất và thành công nhất, ok. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người nha, thay mặt pizza Thanh Minh xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua ha. Ok, xin chào tất cả mọi người nha, chúc anh em mình có một ngày thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn, ok, cảm ơn tất cả mọi người.